Chương 102, Đồng minh mới. Trên Thiên Cổ Tinh, trung tâm thành phố, tòa nhà số 1. Chủ tướng Thiên Cổ, anh Thái Toàn chuẩn bị rời khỏi văn phòng, mở cổng vận chuyển để đi đến trụ sở của Siêu Thần Mạng khi hệ thống thông báo có một tin nhắn khẩn từ con trai. "Vào lúc này, vô song làm sao lại gửi tin nhắn cho ta, và còn là tin nhắn khẩn." Anh Thái Toàn dừng bước, lấy ra hệ thống thông tin để xem tin nhắn này. "Con yêu của ba. Ba, Siêu Thần Mạng đã tuyên chiến với chúng ta, ngay cả thời điểm vừa nãy, con đã bị kẻ tinh vũ ngạo thiên làm nhục nhã." từ đâu anh ta đã có được bộ vũ trụ hắc huyết mạnh mẽ vô cùng sau khi đánh bại con anh ta còn giết tất cả những người trong tộc của chúng ta trên cổ nguyệt tinh nếu không có vương hầu khỉ của đế quốc lam tinh xuất hiện và cứu giúp con đã chết trong tay tinh vũ ngạo thiên thật đáng chết khi anh thái toàn đọc tin nhắn mà con trai gửi đến một ánh mắt chứa đầy ý đồ sát hại hiện lên và anh liền gọi điện trực tiếp ba người có biết không con hầu như đã chết trong tay con hổ mang tinh vũ ngạo thiên chỉ còn thiếu một chút là chết thật nếu không có vương hầu khỉ của đế quốc lam tinh xuất hiện và chặn đứng cú đấm của tinh vũ ngạo thiên đầu con đã bị kẻ đó chém đi từ lâu con sẽ không bỏ qua việc này sau một lúc giọng nói của yến vô xong tràn đầy tức giận vang lên có thật không nghe tiếng lo lắng trong trái tim con anh thái toàn nghĩ đến việc khai mạc một cuộc thảm sát ba hãy nhìn vào đầu con yến vô xong gửi trực tiếp một tin nhắn gửi hình ảnh của đầu bị hư hại của con cho ta xem đồ khốn đáng chết khi anh thái toàn nhìn thấy tình trạng thảm hại của con trai anh ta trở nên tức giận như sấm Đồ ác sinh ngạo thiên, Yến Vô xong nói một cách quyết liệt. "Ba, à, con muốn không ngừng đấu tranh với siêu thần mạng, chúng ta hợp tác với Cố Tinh chủ và tiêu diệt siêu thần mạng." Khốn kiếp, siêu thần mạng quá đáng, không ngừng đấu tranh, tuyệt đối không ngừng đấu tranh, họ thật sự nghĩ rằng gia tộc siêu thiên đế dễ bị bắt nạt sao? Anh thái toàn tràn đầy ý đồ ác khiếp, nói một cách sắc lạnh. "Con, hãy liên hệ lại với Cố Tinh chủ sau, ta sẽ trước đi mắng mỏ cái thằng làm phiền, sau đó." "Được ba, ở đây hàng triệu người mang thần văn đang chiến đấu với nhau, tình hình cực kỳ hỗn loạn." Siêu thần mạng ẩn nấp rất sâu, họ có hàng ngàn người mặc áo đế khí màu huyết, trọng số 2, 30 đang tồn tại, tất cả mọi người trong đế quốc Lam Tinh đều đang gặp khó khăn trong cuộc chiến, ta phải phục hồi nhanh chóng. Hàng ngàn người mặc áo đế khí cường hóa 2, 30 lớp. Khi anh Thái toàn nghe được điều này, anh ta hơi không thể tin nổi. Vì vậy, họ ẩn nấp rất sâu, "Ba, người hãy trước đi mắng mỏ cái thằng đó, sau đó liên hệ với Cố Tinh chủ. Hiện tại anh ấy chưa đến Nguyệt cổ hành tinh, chỉ khi anh ấy đến đây, cuộc chiến hỗn loạn này mới được dập tắt." "Được, con cẩn thận một chút." anh thái toàn kết thúc cuộc gọi liên hệ với niệm nha với nét mặt u ám alo anh đế chủ ngươi có việc gì đấy sau khi cuộc gọi vừa kết thúc niệm nha ngươi thật là một con người hai mặt chẳng phân biệt đúng sai anh thái toàn lên tiếng chửi nói một cách lạnh lùng Bên ngoài muốn hợp tác nhưng âm thầm lại để con trai của ngươi giết con trai yêu dấu của ta ngươi thứ đầu quỷ ác đêm tối đấm vào mắt nhau có ý định chiến với gia tộc ánh thiên đế à niệm nha tức giận đáp anh thái toàn ta khuyên ngươi nên ngậm sạch miệng làm sao ta để cho ngạo thiên giết con trai của ngươi hơn nữa nó cũng không đánh bại được con trai của ngươi giả thứ đồ cỏ rác tiếp tục giả vờ đi đây đây là video mà vô song vừa gửi cho ta ngươi xem bị con chó nhỏ của ngươi đánh thành như thế nào thậm chí còn muốn chặt đầu con trai ta nếu không có sự giúp đỡ của vua khỉ trong đế quốc lam tinh đứa con duy nhất của ta sẽ bị con chó nhỏ của ngươi giết hại anh thái toàn tức giận chửi mắng và gửi đoạn video đó đi ha làm sao chứng minh là con trai ta đã đánh anh thái toàn ngươi thật là ngu xuẩn sự hợp tác giữa chúng ta kết thúc ở đây những lời mà anh thái hoàng vừa nói ai nghe cũng sẽ tức giận đến mức bốn phía ngửa mặt lên trời sau khi niệm nha nói xong cô ta lập tức cúp máy kẻ ghen ăn tức ở một mặt hài lòng anh thái hoàng thầm mắng một tiếng sau đó liên lạc với các đế chủ siêu chúng mối quan hệ giữa hai gia đình rất thân thiết và ông muốn khuyên các đế chủ tinh không hợp tác với niệm nha một giọng điệu nghiêm khắc vang lên anh hoàng thái có việc gì vậy anh đã đến trụ sở của siêu thần mạng chưa anh đệ chủ anh hãy xem đoạn video này trước anh thái hoàng nói nhỏ giọng và gửi đoạn video đó đồ ngu ngốc ai làm việc này giọng nói của đệ chủ siêu chúng tinh trầm thấp thần vũ ngạo thiên con trai của niệm nha không chỉ đánh vô song thành như vậy mà còn muốn chém đứt đầu nó may mà vương hồ vua khỉ của đế quốc hành tinh xanh đã ra tay cứu nếu không anh thái hoàng nói mạnh mẽ ta định hợp tác với cố tinh chủ cùng nhau đối phó với siêu thần mạng còn ngươi thì sao sau một khoảng thời gian im lặng đệ chủ nhiều tuyệt nói anh hoàn nếu cố tinh chủ đồng ý hợp tác với chúng ta ta rất sẵn lòng chỉ sợ rằng ông ta có không đồng ý anh Thái Hoàng hiểu, ta biết rồi, ngươi đừng tranh cãi với thằng ngốc đó trước, ta sẽ liên lạc với Cố Tinh chủ trước. Được, ta tạm thời không đi, ngươi hãy liên lạc với Cố Tinh chủ để xem ý kiến của ông ta. Đừng kết thúc cuộc trò chuyện, ta cũng muốn nghe. Anh Thái Hoàng nói xong, yêu cầu siêu não của ông tham gia cuộc trò chuyện với Cố trưởng Thanh. Trong khi đó, trên sao Nguyệt Cổ Tinh, trên một phần của di tích, một cánh cổng dịch chuyển dần dần hiện lên. Sau đó, Cố trưởng Thanh, mặc áo hoàng đế uyên thanh ảnh, đi ra từ bên trong. Sau lưng ông ta là Cổ Sám cô trường thanh nhìn quanh nhìn vào hành tinh này chết chóc lạnh nhạt nói đất mẹ của ngươi ngày xưa không phải là như vậy phải không hành tinh nguyệt ni có kích thước gấp vài trăm lần so với sao lam nhưng lực hấp dẫn cũng gấp vài trăm lần một khi người bình thường từ sao lam đến hành tinh này họ sẽ bị lực hấp dẫn của trường từ trọng lực của hành tinh này xé nát ngay lập tức cổ sám lắc đầu cười ta không biết quá xa xôi xa đến mức gia tộc ta không còn ai sống sót từ thời đại đó nữa lúc này tiểu a nói bất ngờ người không gian siêu thiên đế chủ xin được trò chuyện với chủ nhân cố trường thanh ngạc nhiên khi nghe điều này và lạnh lùng nói thú vị kết nối lên cố tinh chủ đã lâu không gặp ngay khi cuộc trò chuyện được thiết lập giọng cười rộn ràng của anh thái hoàng vang lên cố trường thanh nói lạnh lùng nói đi cố tinh chủ ta muốn thành thật cảm ơn chúa tể ma hầu đã cứu con trai ta khỏi cái dao của thần vũ ngạo thiên anh thái hoàng không giấu giếm, nói một cách nghiêm túc ta muốn hợp tác với ngươi cùng nhau tiêu diệt siêu thần mạng cố trường thanh cười nhạt có thể là lời ngươi đặt ra để hãm hại ta chăng nếu ngươi không tin ta có thể ký một bản hợp đồng máu với ngươi anh thái hoàng nói ma nữ niệm nha đó đã quá xem thường người ta nhất định sẽ giết nó không tiếc mạng kèm theo cả đứa con của nó hợp đồng máu là một điều không thể phá vỡ trong vũ trụ nếu vi phạm toàn bộ gia tộc sẽ bị tiêu diệt hợp đồng máu được nhưng chúng ta phải ký kết thông qua cánh cổng truyền tải của sinh vật không thể ký trực tiếp mặt đối mặt cố trường thanh nhận ra rằng hiện tại trong vũ trụ có bao nhiêu sinh linh muốn lấy mạng anh ta anh phải cẩn thận được vậy thì bằng cách truyền tải qua cổng run anh định một thời gian Hiện tại ta đã đến trên hành tinh mặt trăng thuế, tạm thời không rảnh. Được, chờ anh dẹp loạn trên hành tinh mặt trăng thuế rồi chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.